Từ chiều ngày 17 tháng 3 năm 2015 đến nay, hàng trăm người dân khắp nơi trong tỉnh đổ xô đến nhà của gia đình anh Châu Chanh ở Phum Tà Núp, xã Núi Voi, tỉnh Biên, An Giang để xem con bê kỳ lạ. Người nhà anh Chanh cho biết, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 17 tháng 3, con bò cái của gia đình anh đột ngột chuyển dạ sinh. Ban đầu, thấy có hai đầu bê ló ra thì gia đình anh mừng lắm vì tưởng bò sinh đôi. Đến khi kéo hai đầu bê con ra khỏi lòng mẹ thì cả nhà sửng sốt vì bê con có hai đầu giống nhau, trọng lượng khoảng 15kg. Sau khi có thông tin, người dân khắp nơi đã đến nhà anh Chanh xem sự kỳ lạ này, khiến địa phương phải huy động lực lượng công an đến bảo vệ an ninh trật tự trong khu vực. Đến gần 20 giờ cùng ngày thì lượng khách mới giảm xuống và lúc này con bê hai đầu cũng không sống được. Người nhà cho biết do hai đầu bê nặng hơn mình và bò không bú sữa mẹ được nên đã chết trong đêm. Ăn lại, ăn dây cho anh em lại coi, buồn quá, không mười quá. Rồi trước khi tôi âm vô chuồng. Mặc dù đến sáng ngày hôm nay 18 tháng 3, con bê hai đầu đã chết, nhưng chủ nhà vẫn để con bê trước nhà, có lập bàn thờ và có để cả thùng phúng điếu. Do đó, hàng trăm người dân hiếu kỳ cũng kéo đến xem và chụp hình gây náo loạn cả Phum Sóc bình yên này. Nhiều người dân nuôi bò lâu năm cho biết đây là hiện tượng kỳ lạ nên rất thích đến xem. Chính vì vậy, số lượng người trong sáng nay cũng đông không kém hôm qua. Bò hồi đó thì ở đây không có bò này giống bò này bây giờ, thấy không? Khác như bò đây. Rồi hồi đó giờ đâu có bò nào mà sinh ra hai đầu như vậy đâu. Ông Đinh Văn To, bí thư đảng ủy xã Núi Voi cho biết, sau khi có thông tin người dân hiếu kỳ kéo đến xem bê hai đầu, thì địa phương đã cử lực lượng xuống nắm tình hình và ổn định khu vực, tránh để mất an ninh trật tự nơi Phum Sóc. Đây là hiện tượng đột biến gen bình thường đối với các loài động vật, nhưng do tâm lý hiếu kỳ nên mọi người đến xem rất nhiều.